Xin chào mọi người đã đến với Luxury Gaming. Ở đây, lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn hai mẹo game có thể bạn chưa biết, Bắc Siêu Plum và Storm nhiệm vụ kiếm Ambe. Hướng dẫn Bắc Bùm Đâu Đâu giúp thuyền di chuyển nhanh hơn. Đầu tiên, chuẩn bị một cái thuyền và đặt thuyền ra, học điểm Siêu Plum ở level 16. Mở túi và chọn phần crafting. Nhấm giữ bản vẽ Siêu Plum và kéo xuống thanh H3. Nhìn vào thuyền và bấm 2 lần vào hình Siêu Plum ở H3. Vậy là bạn đã có Mùm Đâu Đâu mà không tốn một tí nguyên liệu nào. Nào chúng ta cùng sang tip 2 nhá. Chọn một vị trí hồi sinh dễ nhất giúp việc spam nhanh và dễ hơn nhé. Lần này mình sẽ chọn ở khu vực trụ đỏ theo thói quen. Chuẩn bị một cái thuyền và khoảng 1-5. Rồi đặt bét lên thuyền là chuẩn bị xong bước 1. Sau khi đặt xong thì di chuyển đến khu vực đối diện trên map. Thì khu vực mình chọn là chân núi Griffin. Ở đây bạn chuẩn bị tương tự. Đặt thuyền và bét ra nhé. Vậy là chuẩn bị đã xong, bắt đầu spam nào. Mở nhiệm vụ Grand Voyager. Ấn vào biểu tượng bét rồi ấn Fast Travel. Chọn hồi sinh tại bét được chuẩn bị ở gần trụ đỏ. Tới đây bạn đã hoàn thành một nữa nhiệm vụ. Tiếp tục nhìn vào bét và quay trở về chỗ ban đầu. Hoàn thành nhiệm vụ nhận được dương và 10 ambe. Sau đó đai và tạo lại nhân vật. Hồi sinh ở nơi gần ở vết đã chuẩn bị để làm nhiệm vụ. Nhờ đồng đội đưa vào chi bồ để có thể sử dụng vết. Và cứ thế làm đi làm lại nhiều lần thì số ambe của bạn sẽ rất nhiều. Để làm được nhiệm vụ thì yêu cầu level 30 trở lên. Nên hãy cân nhắc trước khi spam. Hãy chắc chắn rằng server bạn đang chơi có auto buff level 30. Và đó là hai mẹo mà mình biết. Nếu như các bạn có mẹo nào hay, nhớ comment để lại ý kiến để mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like nếu thấy video hay. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video về ARK mới nhất. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.